Vâng, thưa các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với ván thi đấu thứ hai cuộc đối đầu giữa Weibo Gaming và Li Ning. Và như cái đoạn intro vừa rồi với chúng ta thì thông điệp lại một lần nữa là nhóm skin gia đình ma ám và chúng có thế giới đã mở bán. Và skin Virgo rồi là Battle Pass các thứ đều sẽ được trích ra những cái lợi nhuận và chia đều cho các đội tuyển tham dự chung kết thế giới năm nay. Trong đó thì có cả những đại diện như VCS, như là Gami Sport này là Viking. Cùng với đó là các đội tuyển các bạn yêu ở các phường khác nữa. Và trân trọng giới thiệu với các bạn người đã mua đầy đủ tất cả những cái gói Battle Pass và skin đó, anh Khải Nguyễn. Chưa, tôi chưa mua Virgo. Tôi mới mua Battle Pass thôi. Thôi thì cũng phải để lại tí chứ. Để lại còn mấy cái linh thú nữa chứ. Không, thực ra tại vì em thiếu một vài RP, lười nạp lẻ lẻ quá. Đợi bao giờ ra cái skin, mấy cái skin đúng rồi. Fans Day ấy nhỉ? Ra rồi. Ra rồi thì mua luôn đấy. Đó. Cái cassette tiếp theo. KDA Gragas đúng không? Đúng rồi, đẹp đó. Còn đấy hơi bị đẹp đó. Nghe KDA Gragas thấy hơi sai sai rồi. May mà nó đẹp. Nhưng mà nó đẹp thật. Nó ảo thật nữa. Rồi chúng ta quay trở lại với ván đấu thứ hai, cặp đấu giữa Li Ning với cả Weibo. Thì bây giờ Weibo sẽ là đội chọn bên. Rất là có thể là họ sẽ qua team 1. Có một cái đặc biệt là ở ván thi đấu trước họ ban là Ezreal, Aura và Yone. Đúng rồi. Nghĩa là nếu mà ở họ đội 2 với sự tự tin thì tôi nghĩ là họ có thể thả hết. Đúng. Hoặc là cấm một con thôi. Đợi đối phương cấm Aura thì mình cấm Yone, không mình thả cả hai. Trong cái lượt cấm đầu tiên thì nghĩ rằng là hai con tướng gọi là power pick ở bên phía đội 1 nên thường xuyên lấy như kiểu là Yone, Aura thì scout đều có thể đánh được. Nhưng vấn đề là tôi không chỉ nên cấm Ezreal thôi, tại vì Lai đánh rồi rất là ghê. Cấm mỗi con Ezreal của Lai thôi. Hai con còn lại thì Weibo vẫn hẳn. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Nhưng mà thì nó có thể là lối kiếm chọn nó hơi bị an toàn quá từ Li Ning. Thì để xem là trong ván thi đấu thứ hai này họ có sẵn sàng là có một cái màn cấm chọn nó phiêu lưu hơn một chút xíu không? Để lộ ra những con bài mạnh như vậy và giúp cho cái bể tướng của Scout nó đa dạng hơn. Mặc dù trong ván thi đấu vừa rồi ta chơi con Ahri cũng rất là tốt. Đúng rồi. Nhưng mà bị một cái là đường trên bị ao nặng quá. Khi mà cái chất tướng của Rekton càng về sau thì càng thua thiệt so với con Na trong tay của Brit thì cũng không thể nào trách Zika quá nhiều được. Một ván thi đấu mà Weibo đảo đường tốt quá và cách họ triển khai trong giai đoạn early game cũng rất là tuyệt vời mà thôi. Tôi nghĩ đấy là một pha hy sinh rất là tốt đến từ ta rằng mình rất ít khi mà dừng bạn chỉ ăn hai bãi ba bãi xong bạn xuống bạn chống băng trụ luôn. Thường là chỉ có hỗ trợ và cả ấy thôi. Ở ván thi đấu này thì chúng tôi sẽ tạm bỏ siêu máy tính ở bên bởi vì tự nhiên siêu máy tính dự đoán nó đúng quá. Chúng tôi là muốn để nó mất hay đúng không? Mất hay. Và chúng ta đến ngay với cấm và chọn được tài trợ bởi Omen HyperX lần này thì rõ ràng Li Ning cũng chắc cũng hiểu tiếng Việt. Họ bỏ luôn ra Ezreal, Aurora, Yone. Nếu như ở lượt này Weibo họ không cấm thì Li Ning cũng chẳng cần phải cấm, và thậm chí là nếu như Weibo cấm Li Ning cũng không cần phải cấm. Họ cứ để lộ ra hai con tướng đó mà thôi. Xong sang team 1 thì lại cấm Karista, ván trước thì không đụng đến. Lạ thật đấy. Này là giống chúng tôi trong Raptor. Đội 1 là hay cấm Karista, nếu mà không chơi là hay cấm. Karista là một con bài đánh đường dưới cực kỳ là khỏe, thắng đè đường nữa. Cấm vào Renekton luôn. Như vậy là có muốn lấy sớm cho Zika con một con gì đấy nó thủ hòa ở đường trên hay chăng đây? Vấn đề bây giờ là cả Aurora và Yone đều đang thả. Nên là chắc chắn là Li Ning muốn lấy một trong hai con. Và Weibo thì bây giờ sẽ phải đưa con nào đối phương hoặc là thả cả hai. Mà cảm giác được là cả Yone, các Aura vận hành trong đội hình của Weibo đều không hay. Đúng. Thả cả hai luôn. Để xem nào, một cái cán cân, tức là cân não. Để xem thử là Li Ning sẽ chọn con nào. Thôi, Yone luôn. Yone đi. Cảm giác là Weibo đánh con Aura chưa đủ lực để bên phía Li Ning phải thực sự đưa lên bằng cân trong thời điểm hiện tại. Nhưng mà thực ra tại vì là chúng ta sẽ mở ra được là Aurora Nocturne. Đúng rồi. Đấy, cái đội 2 thả ra như thế này sẽ là đúng là cái ban pick mà Gen Z rất là thích. Nocturne này, Aurora này, Ahri này. Lắp con gì vào đường dưới cũng được. Lắp Twit vào cũng được. Cái nhịp mà sát thương nó nhanh là được. Đó. Nếu là Aurora Nocturne thì bỗng dưng chúng ta thấy là Li Ning họ tự tước đi con Skarner rồi. Nếu như đội hình Aurora Nocturne thì ghép Skarner vào để chống Nocturne lao vào cũng khá là hay. Nhưng Li Ning họ chọn cặp đôi đẹp mà nãy tôi có nhắc tới, đó chính là Sejuani và Yone. Tại team này họ có quyền tự quyết rồi. Wow. Có nghĩa là nếu như cái đội hình này thì lượt cấm tiếp theo bên phía Weibo hoàn toàn có thể cấm luôn con Kai'Sa. Li Ning đang có một bộ khung cánh trên rất là khỏe và sẵn sàng là đón đầu luôn Nocturne bên phía bên kia. Nếu như bên phía Weibo muốn lấy một combo là Aurora và Nocturne
Nhưng rõ ràng là khó khi mà đã có con rắc ở đường trên rồi là xe Johnny Vione nữa mà lắp Nocturne vào đây nó bị khó tại vì đội hình của Linh Ninh giờ ba con trên á, bạn đánh combo đó vào bằng bắt khó lắm. Ừ. Tại vì ai cũng đủ sức chống chịu và đủ cái độ linh hoạt, cho nên hơi khó để ghét cái bộ ba này vào. Đó, tôi cảm giác được sau 3 lượt ban tích đầu tiên đội hình của Weibo yếu yếu khó chơi vậy? Đúng rồi, yếu thế nào ấy? Không, các bạn cảm giác khi mà Brit đã chấp nhận đánh kèo dưới với một con Jack rồi ấy, thì các đường còn lại của các bạn phải khỏe cơ. Các đường còn lại của các bạn thì Aurora đi với Yone ra bạn chỉ đè được đường thôi, về sau thì Yone sẽ có tác dụng hơn. Và bây giờ thì để đến đúng rồi, ban Kasa rồi đấy, ban AP bên phía của Lining đang thiếu AP. Nếu như mà đánh kéo dài cái ván này ra thì bên phía Lining sẽ bị thiếu một sát thương phép thuật ở thời điểm hiện tại. Và bên phía của Weibo như nãy anh Dương có nhắc tới kèo đường giữa Aura với lại con Yone thì bữa giờ chúng ta nhìn thấy là cầm quyền năng nhiều lắm, mà quyền năng thì được landing thôi, vào combat đuối đam cực kỳ. Xem nào, nếu như mà không phải là một vị AP đường dưới thì landing có thể rẽ nhánh sang những con bài nó có khả năng kéo về lết mà không cần sát thương phép, ví dụ như là con Smolder chẳng hạn. Đồng ý nó sẽ là một cái sự chọn rất là yếu khi mà đối đầu với kia là Ash, nhưng mà nếu như đảo đường có thì sẽ là một phương án bên phía Lining có thể hướng tới, đặc biệt là khi bạn có Jax và Sejuani nữa, những vị tướng chống băng trụ ở trong quãng đầu tiên rất ổn. Ezreal có một sự lựa chọn nữa, nhưng mà bên phía của Lining vẫn đang còn sát thương phép đến từ Ezreal thì không phải là quá nhiều, nhưng nó cũng theo kiểu là giả dích thì chắc là cũng được mà thôi. Nghĩa là Lining sẽ có 3 nguồn sát thương phép theo kiểu là giả dích, thực ra là 4 nguồn, bởi vì Jax cũng có một chút sát thương phép, Seju cũng có một chút sát thương phép và Yone nội tại cũng có sát thương phép. Thêm với Ezreal nữa thì tôi nghĩ là cái lượng sát thương phép họ có thể bù được ở giai đoạn mid game. Về late game thì lượng sát thương đến từ Yone cũng như Ezreal thực sự là rất là nhiều. Các bạn lúc đấy bạn không cần sát thương phép nữa, kể cả đối phương có tích giáp thì đơn giản bên kia Ash với cả Aurora bạn tích giáp được. Amumu, cái tuyến trước của Weibo đang rất dày nha, và thậm chí vẫn còn một hỗ trợ đó, nếu như cái đội hình này vẫn có thể ghép vào một Rell hay là Alistar thì sẽ là một cái dàn trắng rất khỏe dành cho phía của Weibo. Xả từ đô luôn đó. Mình nghĩ bây giờ là Ezreal với cả Rell không biết bên kia đánh kiểu gì. Tôi nói thật, hình của Lining bây giờ Ezreal với cả Rell hoặc là một Leona cũng được. Chắc cảm giác Leona đội hình của Weibo khó chơi lắm luôn. Đó. Chắc là Leona chứ. Hoặc là Alistar cũng được, bởi vì Amumu phải lao vào đúng không? Alistar đẩy ra. Hợp lý. Lần này là lý trí, tất cả đều là lý trí đến từ bàn phân tích của chúng tôi, chẳng có một cái sự biến tướng ở đây đúng không? Tại vì tôi không tin đâu, nhưng mà nó thắng thật. Đấy, Leona phải là hết hay đúng không? Ừ. Leona thì sẽ có một cái đấy là con Amumu lao vào ấy, thì Leona khiên mặt trời Amumu và thả chiêu cuối ở tuyến sau. Sợ là không kịp. Thì Weibo, cái nhịp đó rất là nhanh. Thời điểm hiện tại thậm chí là bên phía Weibo quang giải băng ấy là trong lúc Amumu đang bay vào, bạn có thể stun Amumu giữa đường được luôn. Wow. Đấy là một cái lựa chọn cao tờ Amumu rất là nặng luôn. Thứ ba. Quá luôn rồi. Cao tơ không biết được lao vào luôn chứ. Wow. Trông vẫn yếu, tôi nói thật, trông vẫn yếu. Đúng rồi, nghĩa là để bên phía Weibo có thể bước qua được giai đoạn đầu và kéo đến khoảng chừng hai món trang bị đi. Hai món trang bị thì thực sự với Aura mới có sát thương Ash và Amu cũng là như vậy. Khi mà Amu bây giờ sẽ thường là mặt nạ thống khổ và giáp lửa, hoặc là một cái mặt nạ vực thẳm, nếu như đối phương có nhiều AP quá, nhưng ván này chắc là giáp lửa mà thôi, thì phải có là ít nhất là hai món trang bị lớn thì bên phía Weibo đánh 5 năm mới thực sự là khỏe được. Còn Li Ning thì tôi đang cảm giác họ chỉ cần cấp độ 6 rồi thôi. Đúng rồi. Li Ning cái thời điểm mạnh nhất của họ chính là những cái chiêu cuối bắt đầu có và cái ngưỡng trang bị món đầu tiên, thời điểm mà Li Ning mạnh nhất. Để xem thử là bên phía của Scout cùng với nhiều đội có thể cân bằng được cái cặp đấu này là một đều, và ít nhất là sẽ kéo những cái lợi thế trở lại, hay là bên phía của Weibo Gaming sẽ đưa cặp đấu này trở về với BO1 và khiến cho Li Ning trở về thế chân tường. Cả bên đó suy nghĩ rất là nhiều, và tôi nhìn thấy là cái gương mặt của Zika anh ta đang bị stress rất là nhiều nha. Để xem thử là diễn biến thực tế của cặp đấu này ở ván thi đấu thứ hai sẽ như thế nào. Xin mời các bạn hãy đến ngay với bài bình luận. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cặp trận đấu tứ cách đầu tiên của chung kết thế giới 2024. Chúng ta chuẩn bị đến với ván thi đấu thứ hai, cuộc chạm trán giữa Weibo Gaming và Togo LNG. Tỷ số đang là 1-0 dành cho đội áo quần của EPL mùa vừa rồi. Tiếp tục là một cái sự lựa chọn rất là thú vị từ huấn luyện viên Danny khi đưa ra cho Tarzan một sự lựa chọn khu vực rừng, đó chính là Aomu. Một vị tướng không phải là quá mới, nhưng với riêng khu vực LPL, đây là một vị tướng rất là đột biến, tại vì ở LPL không ai dùng Aomu đến nhau liên tục cả. Nhưng bây giờ thì có bên phía của Weibo, có Tarzan dùng. Và bây giờ đến với ván thi đấu thứ hai thế nào, để xem là liệu LNG họ có thể kích hoạt được cái nội tại của Scout hay không. Đây, một trong những nội tại
rất là ảnh hưởng trong mọi ván thi đấu. Còn trong đó Weibo Gaming, nhiệm vụ của họ ở trong khoảng thời gian đầu của ván thi đấu là làm sao đừng để cho đối phương tổ chức những thủ đánh nhau sớm. Với những cái chiêu cuối đang có trên người của Scout cũng như là Weiwei thì khả năng có thể bắt một mục tiêu và khai thác nó một cách triệt để là điều có thể sẽ được diễn ra. Cho nên ngay lập tức Weibo Gaming muốn tạo một vài lợi thế nhẹ. Nếu như Scout là một thành viên nào đó bên phía đối phương mất tốc biến thì cái khả năng vận hành của Weibo Gaming sẽ thoải mái hơn. Đặc biệt hết lỡ của bên dưới với cái khả năng cấu rỉa đang được tạo ra đến từ Lai, đến từ Crip, tặc răng anh ta chắc là khoảng thời gian này cũng không lên cái sợi băng đâu, nó sẽ hơi khó trong việc đẩy được những cái bãi quái rừng. Một cái sự lựa chọn rất là thú vị đến từ Weiwei khi mà anh ta chọn cho mình ở bán phụ là cái nhánh áp đảo. Thông thường thì Suzuki chọn cho mình bán phụ sẽ hoặc là nhánh cảm hứng hoặc là nhánh chuẩn xác, nhưng anh ta chọn cái điểm chính là cái khả năng dùng cái Wii của mình sẽ thêm xuyên giáp và xuyên kháng phép rất là khỏe. Đoạn đầu đánh nhau liên tục đến từ phía của Liên Ninh, đây là ý đồ của họ khi muốn vào rừng của đối phương. Những tình huống tấn công ban đầu sẽ có được những cái lợi thế cho phía của Liên Ninh. Một cái pha mà đang di chuyển cả 4 người vào rừng đến từ Leaning và đang muốn tấn công vào khu vực rừng của ta rằng như vậy là sẽ phải chia nửa cánh rừng từ bên phía của Weibo hoặc là Leaning và sẽ chia ra, đó là một cái dọc bản đồ nửa trên bên trái thì thuộc về Leaning, trong khi đó thì nửa dưới bên phải sẽ thuộc về bên phía của Weibo. Bây giờ khu vực đường giữa và Sahu là người mất máu tương đối nhiều, bắn một phát nha, bắn một phát vào người Scout. Creep đang di chuyển tới, tốc biến của Scout là thứ có thể sự mất liên hoặc có thể là màn hạ gục nữa. Creep không, anh ta quyết định là ngừng lại ở đây mà thôi. Anh ta cảm giác như vậy là đủ rồi, lấy tốc biến của Scout là khu vực điều thoải mái rồi. Sahu vẫn đang là người có được lợi thế, còn trong đó Scout bắt buộc phải có một khoảng thời gian từ hang để giúp cho Scout, ít nhất là anh ta sẽ tránh khỏi trường hợp mình bị một pha sốc sát thương được tạo ra của Sahu trong khoảng thời gian này. Cấp độ 2 nó cũng đang đợi Sahu nữa cho nên rất khó dành cho Scout. Hơn cho Scout là anh ta quyết định cầm theo bước chân là tóc, chứ nếu như cầm bất cứ một cái bạn ngọc nào khác thì Scout sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Một cái pha khởi đầu khi mà hang ra khu vực đường giữa lại đột được máu rất là lớn, lượng máu rất là lớn của Sahu. Những cái vấn đề quan trọng giữa Scout và hang là sát thương cấp độ 1 đến từ con Yone tầm này nó chưa phải là quá lớn, và thêm cái là việc bị trụ bắn một phát đến từ Scout nó khiến cho lượng máu của anh ta nguy hiểm, nó khiến cho khoảng cách của anh ta nó không ở vị trí tốt. Và như vậy lên phía của Creep có một tình huống di chuyển ra là hợp lý, giúp cho khu vực đường giữa mình đã có thể bây giờ thượng phong hoàn toàn đến từ phía của Sehu. Trong khi đó khu vực đường trên cấp độ 2.5 đến từ Zika mà thôi, cả hai người đang tấn công và khiêng trụ, nhưng chỉ là cấp độ 1 đến từ hang nha. Trước đó là một pha mà bên phía của Weibo ở ván đấu đầu tiên họ dịch chuyển xuống khu vực đường dưới, Zika cấp độ 3, nhưng bây giờ thì khó khăn cho hang mà mình có Zika rồi. Kịch bản y chang không khác gì ván trước, nhưng kỳ này Weibo Gaming là đội chủ động tấn công nhiều hơn tí xíu. Liệu có mà hạ gục trao đổi hay không? Để nếu như trao đổi kiểu này thì Weibo Gaming sẽ bị lỗ, bởi vì trao đổi mạng mà đối phương vẫn có mạng là vẫn là lỗ dành cho bên phía Weibo Gaming, cho nên họ vẫn đang suy nghĩ khá kỹ. Họ dừng lại đây, họ cảm giác ok, cứ lấy hai lớp khiên là đủ, chúng ta không cần phải nhiều hơn làm gì cho nó mệt cả. Nhiều đây nó an toàn, nó có kinh tế nhiều hơn, và quan trọng hết là Creep cũng như là Live vẫn đang có được một ván thi đấu nó khá là sáng. Và ở khu vực trên thì Gala có thể có những áp lực vào phía của Creep, nhưng mà thật ra việc hết kinh nghiệm của con Cassante đó là với Ezreal không phải là quá khó. Nhưng bây giờ khu vực cánh dưới với Leona, với Zac và thêm cả là Sejuani, khả năng tấn công ở phía bên kia còn Rataclass cấp độ 1 là có dành cho bên phía của Leaning. Bây giờ thì ở cái thế di chuyển về farm rừng từ tạc răng mà thôi, đây có khoảng cách tạc răng là khá nhiều nha, chỉ chậm cái nhịp đầu tiên nhưng mà khoảng đã không vượt dưới đánh nhau lấy tóc biến. Và Zika bây giờ mới là người phải sử dụng tóc biến của mình, anh ta đang trong tầm nguy hiểm. Creep tới bắt tay đoán được tóc biến của này, tạc răng ngay lập tức sử dụng sợi dây của mình như quay đang bán chạy tới được này tiếp cận thì được kiếm cũng đã trúng, mặc dù tóc biến tạc răng đã được bật, đó là màn hạ gục chiến công đầu cho VNG. Chưa dừng lại đó, Creep không còn tóc biến, Creep đi bộ theo Zika, nhảy vào Zika kiếm được cái màn hạ gục đó và là đang bắn do anh ta bắn cùng tới sáng. Tôi cảm giác cũng hơi khó để tìm kiếm được màn hạ gục tiếp theo. 2-0 cho LNG. Con Elmo cấp độ 3 cộng với Rataclass cấp độ 2 thì làm sao mạnh bằng Sejuani, Leona thêm cái là dắt được. Đó là pha mà Weibo họ đã chủ động tấn công nhưng là sai lầm hoàn toàn. Bây giờ thì thôi, mất cái tình huống tốc biến từ Lai rất là căn bản cho tình huống mà Weibo tới ở khu vực cánh dưới này muốn di chuyển ra hỗ trợ và cực kỳ khó cho phía Weibo rồi. Những cái sự lựa chọn khởi đầu của họ thật ra trước cái pha tấn công vừa rồi là thành công trên phía Weibo khi mà khu vực trên vẫn hết kinh nghiệm được. Nhưng sau cái pha hai người nằm xuống vừa rồi thì bây giờ khu vực cánh dưới đang cực kỳ khó dành cho phía của Weibo. Quan trọng là nguồn kinh tế và kinh nghiệm mà Zika có được, chúng ta xem 619. Bây giờ anh ta về anh ta sẽ có đồ vô cùng khỏe cộng kèm theo cái điểm kinh nghiệm mà ta đang có. Anh ta cần tầm có khoảng từ độ 4 con lính nữa thôi là anh ta có được cấp độ 5. Còn người lại bên kia Cassante đang farm 9 con, anh ta không có bất cứ một cái gì cả. Thì đây sẽ là một cái sự đối chọi phải nói là rất khó cho Cassante rồi. Chúng ta xem là tình huống xử lý này. Tặc răng anh ta đu một quả nó hơi xa và đồng đội của anh ta cũng hết kỹ năng để đánh, thế là anh ta lại nằm. Với Creep hồi nãy tóc biến trước đó nữa thì coi như là một cú double kill di động dành cho bên phía của NG. Bởi vì họ thành công như thế, họ như nua hai gục dành cho Zika, thì kèo khu vực đường trên này Reed sẽ nụt Reed thật sự.
Bây giờ thì Zika cấp độ 4 bên cấp độ 5 bên phía bên kia vẫn nhìn theo cấp độ một xíu, nhưng cái vấn đề quan trọng là cái lượng chênh lệch nó không phải là quá lớn như ván đấu trước. Và cái sức mạnh đến từ cái center để đàn áp và con rắc nó cũng không phải là kiểu như ván đấu trước giữa Na và Rattan nữa. Nhưng bây giờ thì không có đường lại đến từ phía của Lenin, họ vẫn cho con rắc nữa khu vực cánh dưới tại vì họ đang muốn triển khai khu vực sâu nửa cánh trên, khi mà Ezreal đang khá là khỏe. Đi về nhà một cho mình đó là giày, một kiếm dài thêm cái là giọt nước mắt lên khu vườn trên cứ để liên tục mà thôi. Đã không còn những giáp trụ trước thứ 5 nữa, cho nên là bây giờ khu vườn trên ăn cái khiên trụ không phải là khó khăn nhìn trên phía của Gala. Và sức mạnh đến từ phía bên kia khi mà thật rằng ở cấp độ 4 mà thôi là không có, và tốc biến của ta cũng không còn nữa, cho nên sẽ cực kỳ khó khăn dành cho phía Weibo để di chuyển ở khu vực sau và cạnh tranh. Hơi khó đấy, hơi khó và tặc răng đấy. Bởi vì trong khoảng thời gian này qua, Momo sẽ cần thêm về điểm kinh nghiệm và cấp độ. Lên đến cấp độ 6 sẽ là thời điểm rất là quan trọng để nhằm mục đích là gia tăng thêm khả năng khống chế, tạo ra được những lớp bọc hậu khá tốt trong đội của mình. Zika bắt đầu đi lòng vòng, anh ta tiếp cận được Sahu và anh ta lấy một lượng máu nhẹ, giúp cho Scout trong khoảng thời gian này sẽ có một khoảng thời gian farm và lên được cấp độ 6 để tránh trường hợp trước khi lên cấp 6 anh ta sẽ bị rỉa liên tục bởi Sahu nữa. Và nhiệm vụ này đến từ Zika đang tạm thời thành công. Anh ta quay trở về với khu vực đường của mình và anh ta nhìn vào lượng trang bị của anh ta đang có, một đôi giày thường đó là một khoảng cách tôi cảm giác là vừa đủ để giúp cho Zika có được những tình huống nhấp nhả nó đủ tốt. Còn trong đó Kassante Rit nhớ nói ngay từ thời bắt đầu anh ta đồng ý đã có một cái giáp lưới, nhưng nó vẫn sẽ hơi khó để đối đầu với lại một cái món trang bị đã có được cái khả năng, ít nhất là có một vài khả năng nhẹ trên cái mảnh mà Zika đang có trong người. Thật ra tình huống mà di chuyển ở khu vực đường giữa, tại vì ở đường dưới bên phía cái cấp độ 6 nó có từ Grip rồi, cho nên là một cấp độ 6 của Cassante không có tốc biến của con Zack và khả năng bị tấn công đến từ một con. Ôi, một tình huống rất là hay nha. Đây chặn nhịp biến về đến từ Lai, nó khiến cho bây giờ khu vực đường dưới người ta sẽ xuống rất là trễ và có thể sẽ được lính đến từ phía Gala. Và bây giờ thì ở khu vực đường dưới sẽ là kiểm soát tốt hơn đến từ phía của Lining, cho một cái pha mà những cái nhịp biến về của họ làm đồng bộ hơn. Họ thấy ra khu vực đường dưới không có khả năng di chuyển ra để tấn công đến từ phía của Zika, họ ta di chuyển ra khu vực đường giữa chứ là Scout. Scout cũng về nhà, Zika cũng về nhà, và Gala và Hàng sau khi hỗ trợ dành cho phía quay ăn thì mình nó sau xong cũng về nhà. Như vậy là tất cả mọi người đã cùng về nhà mua cho mình lượng trang bị trở lại khu vực được. Và rõ ràng ở trong những tình huống này thì người gặp vấn đề sẽ lớn có thể là Creep nha. Creep bây giờ bước qua bãi cỏ đó thấy Hàng là cũng sẽ gặp vấn đề, cái khối lượng khống chế của MC bây giờ nhiều lắm, ai mà chạm vào là đi bụi ngay lập tức, cho nên Creep sẽ cần phải cẩn thận rất là kỹ. Nhưng rõ ràng với cái lượng tầm nhìn vừa rồi tức Creep anh ta cũng sẽ có thể phỏng đoán một phần đó, bắt đầu khởi động bùa lời rồng, bắt đầu khởi động con rồng đầu tiên của ván thi đấu này. MC có được nó một cách miễn phí để xem được 3 con sơ không có thêm con rồng. Rõ ràng MC đang có được một sự khởi đầu nó như mơ, nó đẹp hơn rất nhiều so với những gì mà họ đã gặp phải ở trong ván thi đấu đầu tiên. Một cái lợi thế nho nhỏ đến từ việc làm đối phương chậm biến về tình huống vừa rồi, nó giúp mình khỏi đánh tạc răng. Tạc răng không có tốc biến nhưng có chiêu cuối, có chiêu cuối để xem nào. Bắt đầu khống chế, Scout lướt tới, bắt đầu khống chế tiếp và tạc răng đem kẹt lại. Anh ta sử dụng chiêu cuối phía bên này, bế được ai không, bế được xa nhưng mà xuất hồn về, xuất hồn về, xuất hồn về, xuất hồn về, và Zika là người kiếm được ngoài hạ gục. Hơi tiếc cho Nabrit, anh ta bế nhầm người. Tôi nghĩ rằng pha vừa rồi anh ta bế ai cũng vậy cả, vấn đề là nếu như anh ta bế Zika thì cái người sát thương chính là Scout và người tạc răng cũng sẽ bị hạ gục mà thôi. Và nếu như anh ta bế Zika nhiều khi anh ta đưa mình vào thế khó, cho nên anh ta muốn bế một người về có cái lượng máu thấp thì anh ta đang muốn cơ hội tấn công để có cơ hội giết những cái đó mình phía của Scout. Nhưng sát thương của anh ta là không đủ tình huống vừa rồi và nó cũng rất là khó. Bây giờ khu vực đường dưới quay quay xuất hiện mặt dưới bồ là quăng bừa luôn anh ơi, quăng ai cũng được lấy thanh tẩy. Hai đang tới bị dính kỹ năng của đối phương, tóc biến lên thì đi kiếm Lai né khá nghề. Oh my god, anh ánh sáng cứ nhở như mọi thứ khó khăn dành cho Lai, nhưng Lai đã có một tình huống xử lý lách quá dẻo đi, nó khiến cho LNG vừa rồi muốn tổ chức vài đánh ở khu vực đường dưới. Đồng ý có cơ sở, nhưng bọn họ không tính tới câu chuyện là cái pha xử lý EQ vừa rồi đến từ Lai nó lại quá tốt. Pha xử lý rất là hay của cái Lai và Creep ở tình huống vừa rồi khi họ tham minh thời gian tốc biến từ Lai. Lai không có tốc biến cho thành quả thanh tẩy mà thôi, cho nên là lý do tại sao mà quay quay với con Sejuani của anh ta nhưng phải ra khu vườn trên thôi. W nó hụt vào tình huống vừa rồi, chứ nếu như nó trúng thì chắc lấy được cú nhẹ không có mắt đến từ Zika mà thôi, tại vì mắt của anh ta vẫn còn, quy chắc chắn sẽ có đến từ Zika. Vừa rồi là pha mà Lai vẫn chưa hồi tốc biến. Tại sao quay quay ta dùng cái tóc biến cái chiêu cứu chỉ muốn lấy thanh tẩy của đối phương, tại vì nó sẽ cơ hội cho phía của Hàng tiếp cận lại, tất cả mọi thứ dồn vào để sát thương đến từ phía của Gala là đủ. Nhưng vấn đề là khi đối phương không bị giữ lại, chiêu cứu Gala không chính xác khi lọt khe giữa hai người Lai và Creep, và cũng có rất là hay đến từ Creep khi đẩy đối phương người kia thành công và làm choáng. Và đó là pha mà đào thoát tốt đến từ phía Weibo để khiến cho khoảng cách nó không bị gia tăng. Nhưng cái khoảng cách này vẫn đang là khoảng cách lợi thế dành cho phía của LNG. Họ đang nắm giữ một đội hình như đã nói ngay từ thời bắt đầu, cái chiêu cuối rất quan trọng, một cái đoạt mệnh, một cái bùa la bàn là những thứ công cụ đủ hữu hiệu để giúp cho LNG nghĩ tới được những pha giao tranh với những mà hạ gục liên tục. Và trước kể đến nửa cánh trên của họ đang có mạng đó chứ, hái mạng dành cho Zika. Bây giờ Zika cứ việc chạy lên và bổ Kassante là nó không hề lo ngại. Những tình huống đánh đập hơi bị giả mang của Zika trong giai đoạn này nó sẽ rất là gắt và nó sẽ khiến cho Rit một phần ở đó sẽ chịu rất nhiều những sự ảnh hưởng. Và trước kể đến cái tốc độ lên tam hợp kiếm của Zika nó cũng đang nhanh nữa chứ. Chính những công cụ đó đang giúp cho khu vực đường trên của LNG đã cải thiện hơn rất nhiều rồi. Và nhiệm vụ của Zika chắc là cũng chỉ dừng lại ở đây, tức là cứ 1-1
Kassete mà bước lên là ta bay lên là ta gõ, chỉ như vậy. Nhưng từ nãy giờ thì bên phía của Linian đang di chuyển xoay quanh mục tiêu, khi họ tấn công sẽ sử dụng cánh trên, họ chia người lại khu vực trên để có thể có nhiều lượng người hơn. Nhưng bây giờ thì đỡ thời điểm con sứ giả lần con sâu hư không xuất hiện lần thứ hai như thế này. Cấp độ 6 sắp sửa có đến từ bên phía của Creep sẽ là một cơ sở rất quan trọng, tại vì hang cũng có một khoảng thời gian là cấp độ 6 nữa. Cho nên nếu như pha này di chuyển ra, tặc răng có tốc biến, có luôn cả đôi chiêu cuối và sẵn sàng cho pha tranh bán bay như thế này, thì cơ sở dành cho anh phía của Weibo là có chứ không phải là không. Bây giờ họ di chuyển ra với cả ba người từ một hướng. Đặt mệnh, có đặt mệnh đâu? Rồi Scar đang bước tới luôn rồi, sẵn sàng đánh nhau rồi. Tặc răng né kỹ năng khá tốt và khiếp bây giờ né kỹ năng khá tốt. Gala bắt đầu nhắm combo của mình, W thì trúng, bắt tay không thành công tới được Creep và ba con sâu không. Nó đang dần rơi hết vào tay của LNG mà Weibo mình chả làm được gì cả. Họ muốn tổ chức bắt, đã bắn tiễn nha, nhắm nha. Rồi cũng không đã bắn tiễn luôn, vẫn đang nhắm, đã bắn tiễn bừa. Chúng ai cũng được, chúng vào người một thành viên của đối phương, sợi dây quăng đã không đủ tầm. Và Gala đang cố gắng bỏ chạy dịch chuyển ra sau, tặc răng tốc biến lên. Nhưng hai lần liên tiếp, cái khăn giấy người ta quăng ra không cái nào trúng hết. Và Weibo Gaming họ hụt hoàn toàn, họ mất tốc biến, họ mất dịch chuyển, họ mất tất cả những công cụ hỗ trợ. Ý đồ là có từ Weibo cho pha mà họ muốn tấn công, nhưng họ lại không dám dùng chiêu cuối sớm đến từ bên phía của Lai hoặc là một cú tốc biến từ tặc răng, tại vì Gala có thanh tẩy có tốc biến. Cho nên nếu như dùng chiêu cuối của Gala đã thanh tẩy đến từ Gala, pha không lờ tí nào, tại vì họ mất công cụ mà không đổi lên để họ gục rất khó đến từ phía Weibo. Nhưng sau cùng họ vẫn muốn đánh và mất, đó là những cái phép hỗ trợ quan trọng đến từ Weibo, đó chính tốc biến của tặc răng. Nhưng cái quy của tài là không trúng vào bất kỳ người nào cả, và rõ ràng là Linian họ biết cái vấn đề, họ né những tấn công đến từ bên phía tặc răng. Tặc răng có lẽ như bây giờ cũng hơi đáng tiếc trong tình huống đó nhờ. Cứ ngỡ như sẽ tìm kiếm ít nhất là hạ gục. Tôi cảm giác Weibo Gaming muốn tìm một hạ gục để gỡ, tại vì bản mất dịch chuyển của Sao Hu để nhảy vào làm quả hai thế giới. Những tiếc là tặc răng hai lần liên tiếp anh ta quăng cái giải băng của mình và không một lần nào trúng cả. Chúng ta xem lượng kinh tế được tạo ra ở trong giai đoạn hiện tại, 4.500 tổng lượng tiền mà Zika đang kiếm được. Anh ta đã hoàn thành xong được tam hợp kiếm và bây giờ anh ta đang vô cùng khỏe 103. Nhưng Sao Hu của mình giữ vẫn đang, sau đó bạn là ở khu vực giữa vẫn đang áp đảo hơn so với lại Scar phía bên kia. Sao Hu sẽ là một trong những niềm tin rất lớn của Weibo Gaming ở trong ván thi đấu này, cũng rong sắp ra rồi. Cái chỗ này mà xài hai thế giới cũng hơi bị được đấy, nhưng quan trọng là chơi được hay không. Tại vì tốc độ để có thể khống chế và khả năng gây sát thương bốc hơi Sao Hu đến từ LG là có. Nếu như họ làm chuẩn xác thì có lẽ như Sao Hu cũng sẽ gặp một số vấn đề. Nhưng mà ở phía ngược lại thì rõ ràng là Weibo họ cũng có những công cụ rất là khỏe, khi mà chiêu cứu được dùng chính xác đến từ các thành viên sẽ là một cái công cụ rất hữu ích cho họ để bắt đầu phao tranh. Những Linian thì có vẻ như họ đang muốn chia người để đẩy nhiều hơn, khi mà Zika ở khu vực cánh trên ta tấn công liên tục vào công trình nha. Bỏ trụ đi Brit ơi, bỏ trụ đi, nghe lời, bỏ trụ đi chứ cũng hơi khó đấy. Brit đang định thử một bột thử coi được không, nhưng câu hỏi không có. Zika quyết định có trụ rồi sau đó bỏ, và Zika đang cực kỳ thành công với con bài Zack này, một con Zack đang đánh vô cùng cháy. Rồng đã bắt đầu khởi động và bên phía Weibo Gaming có nghĩ tới câu chuyện đánh rồng chứ hiện tại vẫn chưa nha. Có Aurora đang bị zone ra, nó đang chưa có góc để chạy vào. Và cả hai thành viên bên phía LNG đang nỗ lực để có cho mình được con rồng. Nó tặc răng đi ngang qua, tặc răng thấy rồi. Quăng dây anh ơi, đang nhắm, thấy rồi, tóc biến lên bị giọng. Đó là chiêu cuối, rất nhiều công cụ đang được sử dụng. Tặc răng đang cố gắng cố định hai thành viên và ta cố định thành công. Chiêu cuối được bật lên và đây là SU vẫn đang cố gắng bắn hang, đang đứng bên trong và hang đã phải đi theo. Đoạt mệnh đến từ Scout. Đạt bên nó không trúng đến Scout, nhưng Gala vẫn đang tiếp tục bắn. Scout vẫn đang tiếp tục dí và Scout bị dính đạn băng tiễn, nó bị gây sát thương. Anh ta sẽ trở về với dạng bình thường trong cái đám phía bên này. Tặc răng à, không ai nhìn tặc răng à, không ai, không nhìn tặc răng à, không ai nhìn tặc răng cả. Và tặc răng một mình một ngựa sử dụng khăn giấy để ăn được con rồng trong tình huống vừa rồi, và anh ta về thành công hay không đây? Anh ta mà về được thành công nữa thì ngon nhờ, không có bãi chim. Anh ta rất xù một tặc răng ra một con rồi, nhường mạng rồi. Thôi Gala tới gần cái này thì thôi khó chạy rồi, quăng sợi dây ra và tặc răng sẽ cần phải bỏ mạng ở trong tình huống này, và Gala đừng có được mà hạ gục trong tình huống đó. Một cái pha mà phía của Linian họ đã có chủ động, họ muốn nhắm vào tặc răng với lượng sát thương dồn, nhưng cái vấn đề là bạn hãy nhìn dưới sự hỗ trợ từ Creep có hồi phục đến từ cái hồi máu và sát thương dồn, và nó không phải là quá lớn. Và chiêu cuối của Scout ta phải né ra khoảng mất rất nhiều thời gian ở tình huống vừa rồi, cho nên tặc răng sau khi bị hạ gục anh ta vẫn sống lại với cú cánh, và hai người chống chịu dàn tuyến đầu đến từ phía của Linian bị hạ gục hoàn toàn. Và Weibo thì họ tốc biến có thể né cuối của Scout, nhưng đây khi mà rất nhiều người bị nhắm, đó là một con Sejuani, đó là Leona, đó là một con Yone, thì còn nguyên con Ezreal ở đó, rất nhiều sát thương từ Gala. Và Scout trong tình huống rồi tại lại rờ trước mặt của Gala nữa, tức là có thể cộng thêm 5% lại trong cho nợ vương ở trong tình huống xử lý hơi lỗi vừa rồi đến từ Scout. Và anh ta sẽ cần có những tình huống đoạt mệnh đẹp hơn nữa. Anh ta xui dịch tính ra là cũng bay lên cũng chém mầm đấy chứ, mà anh ta không có mạng. Anh ta có mạng trong vả đó chắc là về có xong gươm si vong rồi, nhưng mà không có. Và LNG đang muốn nỗ lực để có được con CK Đức này nữa. Nó quá nhẹ nhàng luôn, khu vực đánh nhau bêm nhau phải nói là trời ơi đất hỡi. Và Scout đang muốn gỡ mạng nhưng không được. Con Cassante này về lẹ quá, không thành công.
sẽ khó rồi. Bây giờ có thể để đường 1-1 thì rất là khó dành cho anh phía của Weibo. Tại vì đi ra đánh nhau 1v1 thì bạn hãy nhìn lượng trang bị của Zac cực kỳ khỏe, lượng trang bị của Scout cũng là vừa đủ với khả năng cơ động đến từng con Yone. Và hơn 1.800 tiền ở khu vườn trên sau khi đi đường kết thúc là một lượng tài chính kinh tế cực kỳ lớn từ nước của Zika. Ván đấu trước anh ta khổ bao nhiêu thì ván đấu này anh ta đang giàu bấy nhiêu. Và bây giờ thì con Zac này chính là cái niềm hy vọng dành cho anh phía của Leaning. Tại vì cứ đẩy cánh lẻ thì gần như là không có công cụ để cho anh phía của Weibo phòng ngự. Nhưng bốn người còn lại của Leaning họ cũng rất là khỏe cho cái việc là cứ né các thành viên của Weibo mà thôi. Khi đối phương hồi chiêu cuối thì hãy cứ né ra, đừng làm những chiêu cuối đối phương. Và một hồi nếu như Zika có thêm một giáo thiên ly nữa thì tôi cảm giác là Zika sẽ là một mức độ tối thượng đến từ nguồn sức mạnh này. Một Zac kinh cũng là một Zac có được thiên ly, và nó sẽ mang lại một nguồn kinh tế không chỉ là cho Zika đâu, mà anh ta sẽ còn có những tình huống trụ rất lâu trong những pha giao tranh dựa trên cái khả năng phục hồi nữa. Đây sẽ là một trong những sức mạnh đến từ Zika, nhưng quan trọng hơn là ta đang cần thời gian một tí xíu. Khả năng đẩy của Zika đang rất tốt, anh ta chính là người đã lấy được cái trụ đầu tiên của đường trên, đồng nghĩa việc là bây giờ cái trụ khu vực đường dưới đó chỉ là vấn đề thời gian, hoặc là cái trụ đường trên sẽ tiếp tục là khả năng đẩy đến từ Zika. Với cái trụ hai đang được nhắm tới, cứ việc đẩy cánh ngược là Zika lại gia tăng thêm một nguồn kinh tế khổng lồ dành cho bản thân của mình. Chưa kể đến không chỉ mỗi anh ta, hai cái tam hợp kiếm đều đang là hai cái tam hợp kiếm rất khỏe. 200 cho Zac, 200 ít từ từ cao đang chém, cao đang chém thì có thể gọi là mềm dành cho anh phía của Yone. Tại vì bên phía bên kia cũng có giáp, cũng có máu, nhưng tầm lượng trang bị như thế này thì Scout để rất là khỏe và không gặp quá nhiều áp lực. Khi bên phía bên kia thì Creep đứng sau lưng để hỗ trợ cho Dread, nhưng mà tôi không nghĩ rằng áp lực dành cho con Yone là nhiều đâu. Tại vì Wayway cộng lại cả hang đang di chuyển ra để hỗ trợ tầm nhìn. Tại vì ở khu vực đường giữa, Ezreal để cực kỳ nhanh với lượng trang bị đã có, tam hợp kiếm, nước mắt đã tích tới 300 số rồi. Và kiểm soát tầm nhìn xuống khu vực hang rồng thì Lin đang làm tốt hơn khi mà họ chiếm qua tầm nhìn xong. Còn bây giờ thì Lai bị lao lên tấn công bên băng quăng ra. Lai đang sử dụng thanh tẩy hơi bị thiên phú và kỹ năng đang dồn người của quay tóc biến, và vừa rồi khít bắt tay tạc răng đang nhắm con mồi của mình. Anh ta đang chờ đợi để có thể có được kỹ năng một cách chính xác. Ui Lai né được khá nhẹ nhàng. Con rồng sắp sửa, ơi con rồng vẫn chưa ra một phút mấy nữa, và bên phía MG đang muốn thiết lập những con mắt đẹp để có thể chiếm hữu được nó. Họ đang có được một con rồng nước rồi, và nếu như họ có được con rồng đất này, họ sẽ cản cái nguồn sức mạnh rất lớn được tạo ra tới từ Creed. Một con cá xanh tê rồng đất là một con cá xanh tê quá khỏe, và LNG đang làm tất cả những gì có thể. Một pha lái lụa, lái quá nghệ luôn, không thể nào mà tông hụt được. Và với việc có được thêm cái trụ một khu vực đường giữa, ôi trời ơi, tặc răng đánh chiến cháy thế, và anh ta đang là người bị dí. Anh ta đã mất một sợi dây phía bên này thì rõ ràng sau hũ đang bị gõ vô cùng đau đớn. Zika đang gõ từ nhà tới trường, có hai thời gian được bật lên. Lai đang sẵn sàng bay vào bắn, Zika bị kẹt lại. Zika quay trở lại và thành tiên kiếm được bạn cùng Zika cũng sẽ phải đâm. Nhưng rõ ràng Zika quá khỏe trong tình huống vừa rồi, anh ta đang trả cả gì nhờ, cả lời vẫn lãi à, cả vốn lẫn lời trong tình huống vừa rồi. Chỉ có một người ở khu vực đường giữa chưa trả nổi vốn lẫn lời mà thôi, chứ còn khu vực đường trên thì cả thành công đến từ phía của Zika rồi. Và đó là một pha rất là hay đến từ phía của Zika. Tóc biến của anh ta còn, nhưng anh ta để dùng để đổi mạng tình huống vừa rồi chứ không phải dùng tóc biến thoát đi. Sát thương của con Zac cực kỳ khỏe khi anh ta cặp cho mình đó là những cái mũi khoan thêm cả tam hợp kiếm. Và bên phía bên kia thì mặc dù là hai người tấn công vào, nhưng sát thương đến từ phía của Seohu vẫn là không đủ. Rất nỗ lực đến từ phía của Seohu. Đây là con Zac tích nội tại rất là nhanh nha, tại vì ta đánh vào chim trước đó rồi, cho nên là tích được rất là nhiều nội tại. Đánh liên tục đến từ phía của Zika. Và sau đó Seohu cộng với Lai, hai người muốn tấn công, nhưng mà hãy nhìn kích sát thương lên, tấn công 1-1 đến từ Zika. Quá kinh khủng luôn. Và quan trọng đó là bây giờ LNG cũng đang trong trạng thái sẵn sàng với lại con rồng nữa. Một con Zac có 3 con 6 con sâu không, cứ đẩy một cánh lẻ là khỏe, chả lo vấn đề gì cả. Người dịch chuyển ưng tiện thấy dịch chuyển. Ai là người dịch chuyển? Scout là người dịch chuyển. Đại băng tiễn xuống người Gala. Anh ta thanh tẩy, anh ta e hơi bị nhanh, và Scout xuất hồn xuống đây để xem là mọi thứ ở đây đang như thế nào rồi. Và anh ta đã sẵn sàng đánh nhau chưa? Câu trả lời là vẫn chưa. Rồng đang được ăn đến từ Weibo Gaming, và họ quyết định bỏ. Em xuống quyết định bỏ, họ cảm giác để cho Zika có được cái giáo thiên ly nó sẽ là một trong những điều cực kỳ tuyệt vời để mang lại một nguồn sống khá tốt cho những tình huống giai đoạn tiếp theo. Bola băng quăng ra bừa luôn, và Lai là người phải hứng. Ui sao hung mất tóc biến bỏ chạy cũng sáng hai thành viên. Tạc Xăng nhảy vòng như chơi hỗ trợ thêm. Hang đang bị tấn công, Hang sắp sửa nằm. Hấp chất điên loạn được bung ra, và Scout đang chém. Anh ta đang chém quay đang là người phải bỏ chạy. Quay bị tấn công, quay nằm xuống. Và rõ ràng trong tình huống vừa rồi thì Gala không vui tí xíu nào cả, tại vì sau khi ăn hợp chất điên loạn thì người Scout chém đầu tiên là Gala. Và bên phía LNG họ thất bại trong tình huống giao tranh vừa rồi hoàn toàn. Ý đồ của Weibo là tốt, tại vì khi mà họ có được chiêu cuối từ Lai, đặt rằng họ tấn công chặn đầu của đối phương và dùng chiêu cuối của Lai lấy mất thanh tẩy từ Gala, và đối phương không có dàn chuyển đầu bước lên phía trên. Zika tốc biến của anh ta không có, một con Zac bước về phía trên dính hợp chất điên loạn chắc chắn khả năng sẽ bị hạ gục rất là nhanh đến từ phía của Leaning.
Đó là tại sao mà Lightning họ muốn bỏ con rồng này tấn công trụ 2 khu vực cánh trên. Nhưng thật ra khi mà quay tung của chiêu cuối vừa rồi ở khu vực gần trụ 2 đường giữa, tôi nghĩ là ý đồ của anh ta cũng không phải là muốn dứt điểm vào line đâu. Tại vì bạn hãy nhìn, góc đứng đến từ scout là khá xa. Mặc dù đối phương không có thanh tẩy, nhưng sát thương dồn vào là không có đến từ bên phía của Lightning để thể tấn công người của line nữa. Và đến khi mà scout xuất hồn ra, ta bị dính chiêu cuối từ tạc răng. Và sát thương như nói có thể thua rất là nhiều tiền, nhưng tiền nó nằm ở khu vực cánh trên, đang không tham gia phao tranh này. Và đây là những người ngang tiền với nhau. Đây là hơi xui cho anh phía tạc răng hồi xíu. Cái quy của anh ta nó không đủ tầm. Nhưng phải nói rằng với anh phía Weibo là thành công của họ. Khi họ dùng những chiêu cuối chính xác, dùng đúng người với nhiều người của đối phương là thành công cho Weibo. Mặc dù đang ở Việt Nam nhưng mà tôi nói thật, tôi nghe được cái tiếng đập bàn của Danny trong tình huống vừa rồi luôn. Rõ ràng cảm xúc tuôn trào đến từ vị huấn luyện viên bên phía Weibo Gaming là có cơ sở. Và thật sự những gì mà Weibo Gaming đang làm trong ván thi đấu này là cũng đang ít nhất là đang tích cực hơn so với những gì mà họ đang gặp phải ở trong khoảng thời gian đầu tiên của ván thi đấu. Còn Scout, có một cái hay đó là Scout từ nãy giờ tham gia đánh liên tục nha, nhưng mà cái đây đó không thay đổi luôn, cứ 0-0-1 từ nãy giờ. Chưa hề có bất cứ một cái con số 2 được cộng dồn dành cho bản thân của ta. Thấy là anh ta phải là 0-1-1 chứ. Pha vừa rồi ở khu vực đường giữa anh ta không nằm xuống, đó cũng là một cái gọi là ác đảng chứ. Cũng là hay anh tích việc Lightning khi mà họ bị tấn công đến từ bên phía của Weibo nhưng mà vẫn không nằm xuống từ Scout. Ít nhất là hai chủ lực đến từ bên phía của Lightning là Scout và Gala đang tăng sức mạnh một cách rất ổn thỏa. Đường giữa thì vẫn farm hơn đến từ Scout, nhìn hơn đối phương khoảng chừng 400 tiền, còn xạ thủ thì hơn khoảng chừng 800 tiền. Hai trang bị đã có từ Gala, nguồn sức mạnh của Ezreal đã có, giáo thiên liên cũng đã có đến từ phía của Zika, và bây giờ chỉ đợi Scout hoặc là trang bị mà thôi. Nhưng với Lightning bây giờ, một nguồn sức mạnh của họ rất là khỏe, nhưng cái vấn đề quan trọng, hãy tách đội hình của Weibo ra. Tại vì cho dù là có thu khoảng chừng 3.700-3.600 tiền, thì tôi tin rằng với đội hình của Weibo, nếu dùng 5 cú chiêu cứu một cách thật sự là đẹp đến từ phía của Weibo, thì cái lượng tiền chênh lệch thôi được giải quyết rất là nhanh. Cái quan trọng là bốn thành viên còn lại đừng có đánh là tôi nghĩ là vẫn được. Tại vì đội hình này của họ không bị một cái họ không bị cái vấn đề về cái khoảng cách nhiều cho lắm. Đồng ý là thật ra đang có những pha quấn giải băng nó khá là dài, nhưng từ nãy giờ rõ ràng bên phía LG họ né kỹ năng cũng khá tốt, cho nên chính điều đó nó sẽ giúp cho cái khả năng tạo ra được cái mức độ giãn cách về đội hình đến từ Weibo Gaming là vẫn có cơ sở cho LG. Nếu quan trọng họ làm được chuyện đó hay không, họ đang không thiếu điều kiện. Họ đang có một con rắc 6-3, một con rắc 3-1-0, 6-0, có giáo thiên ly nữa, một con rắc thiên ly ơi nữa, thì không còn gì có thể bàn tới về cái mức độ gây sát thương của nó. Còn trong khi đó thì bên phía của Weibo Gaming họ cũng đang hiểu được vấn đề đó nha. Họ đang di chuyển liên tục để ít nhất là có được nguồn sáng. Có nguồn sáng xong, bạn quăng giải băng của mình ra, bạn xài thêm nhiều kỹ năng nữa, nó sẽ đủ để giúp cho Weibo Gaming nghĩ tới một pha giao tranh cực kỳ đẹp. Đang có một sức mạnh bị chậm đến từ Scout khi phải lên cho mình, đó là một cái khăn giải thuật để giúp cho anh ta có thể chơi những pha giao tranh nhiều hơn. Với bên phía bên kia có rất nhiều hiệu ứng khống chế giữa anh ta lại, như chiêu cuối từ con Rata Class thành cả chiêu cuối của Aomu nữa. Cho nên bây giờ lượng trang bị của anh ta dừng là gươm siêu vong, thực ra là búa gỗ, sức mạnh nó không phải là quá lớn. Và bạn hãy nhìn khoảng cách chênh lệch như nó, khoảng cách chừng 3.000 mấy tiền. Nhưng nếu như một phao tranh bỏ con rắc ra khỏi phao tranh, có nghĩa là hai người chơi khu vườn trên gặp nhau, thì bạn lấy 3.000 mấy trừ đi 2.000 mấy thì có chênh lệch của hai bên với bốn người còn lại chỉ là khoảng chừng 1.000 tiền mà thôi. Và với 1.000 tiền với một đội hình tổng chiêu cuối trên diện rộng như là phía Weibo với Rata Class với Aurora thành cả Aomo, tôi nghĩ đó không phải là vấn đề quá lớn từ Weibo. Nhưng bây giờ làm thế nào để kiểm soát con rắc này đây, khi mà bạn hãy nhìn con rắc có cho mình giáp tay Seeker rồi, một cánh đê lẻ từ phía Lightning đang ngày càng mạnh, khỏe, thật sự rất khỏe dành cho bên phía của LG trong giai đoạn hiện tại với những gì mà họ đang có với rắc ở khu vực trên. Nhưng rõ ràng rắc là cứ phải đẩy, cứ đẩy đẩy mà thôi. Amaron à, có giáp tay Seeker rồi, đó định hay nha. Amaron được nha, Ash hai trang bị dịch chuyển, họ muốn ăn cái trụ nhiều hơn và họ sẽ ăn được cái trụ, nhưng zone cái trụ rồi sau đó chạy đến chỗ Baron nữa, thực ra nó sẽ là một cái vấn đề nan giải. Tại vì hiện tại đam tay của họ phụ thuộc rất nhiều vào Light, là đang bắn. Ui, Light bắt đầu bắn vô cùng cháy, hay sử dụng chiêu cuối quăng sợi dây rất hay, nó tạc sang Bola băng vào rồi không trúng vào người của Light. Ui, Gala lướt lên, anh ta tóc biến lên muốn tiếp cận vào người của Light. Light vẫn đang hồi phục lại, Light vẫn thở được, nhưng Light đã bị tấn công bên Zika. Ui, Zika tới rồi, thôi hơi mệt rồi, mệt mỏi rồi, đặt ở đâu không cần tới, anh ta đã quét liên tục và quét toàn bộ đội hình của đối phương một cú bế, nhưng bế nhầm người. Bởi vì quay còn đủ trâu đang để chống chịu đặt bên đến từ Scout lần thứ hai, và là Gala chứng kiến hết. Ui, nếu như Scout vẫn đang tiếp tục đấm, Scout tiếp tục chém, Red có nằm xuống, Red sẽ nằm xuống. Nhưng Scout anh ta đang gặp rất nhiều vấn đề sau tình huống rờ rồi, nếu như anh ta rờ trúng thì Gala sẽ không nằm, nhưng anh ta rờ hụt, cho nên Gala đã nằm trong tình huống đó. Một pha xử lý hơi lỗi đến từ Scout. Nghĩa đó là pha anh ta muốn dùng rờ tiếp cận, thay vì là dùng rờ giữ đối phương, tại vì khoảng cách là khá xa đến từ phía của Scout và Red. Chúng ta được xem lại pha này là pha mà chuẩn tấn công đến từ Weibo, tại vì họ muốn tấn công vào hàng dưới sự hỗ trợ từ tạc răng, tấn công là hiệu quả nha. Nhưng nếu như một pha mà không có rắc là câu chuyện khác hoàn toàn. Bản nhìn sát thương đến từ Line, bắn vào người của hàng là khá tốt, 3v3 tình huống này. Red cũng tới trước so với đối phương,
nhưng dịch chuyển đến từ Zika có mặt tốc biến được dùng tiếp cận vào Lai. Lai bị hạ gục tức thì và sau đó là pha tranh đổi người trở lại. Bị hạ gục đến từ phía Grip, hãy nhìn siêu hưu. Ta không làm gì được ở phía bên này cả, tại vì ta muốn tấn công vào Zika thì có thể bỏ chạy mà thôi. Nhưng còn đây bạn hãy nhìn, cái E này của Gala sẽ phải khiến anh ta rất buồn. Tại vì nếu như ta dùng E để né hai lần rồi đối phương thì anh ta sẽ không cho con Kassante 600 tiền. Và bây giờ với cái khoảng cách tiền được rút ngắn xuống còn khoảng như 1.800 với Kassante và Zack thôi thì ít nhất phòng ngự vẫn được. Nhưng bây giờ thì dàn tuyến đầu của Weibo bắt đầu khỏe hơn chút xíu. Sao làm cái gì mà được 917 đam anh ta gây sát thương con Zack. À, anh ta đứng ở phía ngoài, anh ta đang muốn có một góc vòng ra, đó là pha mà anh ta đứng ở từ cái bãi chim biến dị, nó tương đối là xa cho con góc mà dùng tàn hình của mình đi qua tường. Để rồi sau khi đội của ta nằm xuống hết thì anh ta mới gặp một con rắc thì dễ sát thương một người rắc mà thôi. Khổ. Tức là trong số ngàn người đó thì anh ta lại gặp phải Zika, người đang khỏe nhất trong cái đội hình này nữa thì công nhận đúng là mệt thật. Mà công thức tư đã có cho Zika và nhiệm vụ của anh ta từ nãy giờ đang ở mức độ quá cao rồi và anh ta vẫn đang rất thành công với câu chuyện đó. Tam hợp kiếm, giáo thiên ly, giáp tay sát cơ. Và chưa kể đến là giai đoạn hiện tại Zika cũng luôn luôn có một trạng thái sẵn sàng với chiếc cú gõ chất tướng với 6 con sâu không. Weibo Gaming đang gặp khó, họ sẽ càng phải gặp khó hơn. Tại vì đây là Scout, đây là Zika. Hai thành viên này đang nắm giữ những con tướng mà có thể tận dụng tốt được 6 con sâu. 6 con sâu không này dựa trên khả năng đẩy của họ. Zack cứ đẩy một cánh, rồi Scout đẩy một cánh. Lúc nào hai bên cánh cũng sẽ là những cánh trống để cho bên phía LG có thể khai thác được. Sẽ có một cái vấn đề mà Liên Hiên sẽ bị gặp phải ở đoạn cuối ván đấu, đó chính là đội hình của họ rất nặng và sát thương vật lý. Chúng ta nói là khi mà giai đoạn cắm vai chọn thì bạn phân tích đã nói rằng có sát thương phép đến từ Ezreal, đến từ con Yone và thêm cả là Zack. Nhưng liệu nó có đủ hay không nếu như đến giai đoạn mà tầm 4-5 trang bị Kassante cầm ở trong mình một cái lượng giáp khoảng 600-700 giáp thì đây sẽ là vấn đề mà phía Liên Hiên sẽ phải dứt điểm ván đấu càng sớm càng tốt, hoặc ít nhất là tách lẻ cái đội hình đối phương ra. Thì tại vì tôi không nghĩ rằng cái khoảng cách 3.000 tiền là đủ lớn để có thể giải quyết vấn đề những cuộc chiến cứu diện rộng từ Weibo đang cực kỳ là khỏe như thế này. Chỉ có vấn đề bây giờ của Weibo chính là không có tốc biến của bất kỳ thành viên nào mà thôi. Đây sẽ là một công cụ rất hữu hiệu cho việc đối phương không có tốc biến, cơ hội mở cho Liên Hiên là có ý định sớm người đối phương. Thật ra quăng giải băng đáng đại, tao đoán cái hướng mà Gala đứng để hỗ trợ cho Weibo. Tiếc là nó không trúng ở trong tình huống rồi và Ska bắt đầu di chuyển vào bên trong. Đây nó cứ như thế, tức là LG họ đang có dư cái khả năng này. Họ cứ liên tục di chuyển, lấy lợi thế ở hai bên cánh, tạo ra khoảng trống, rồi sau đó là di chuyển ra đường giữa đứng đợi. Đợi xong thấy người ta chạy ra đường giữa xong, họ lại chạy lên hai bên cánh đẩy lính. Nó sẽ cứ tiếp tục như vậy cho tới thời điểm mà họ cảm thấy khoảng trống vừa đủ, họ có thể khai thác ở ngay khu vực hang bao. Tại vì đội hình này đến từ phía LG, con rắc xuất hiện ở nửa cánh tranh hay Scout xuất hiện ở nửa cánh trên thì đều có một lượng sát thương để đàn áp con Baron này khá tốt. Bởi vì sát thương duy trì đến từ LG đang không hề thiếu. Có Gala xuất hiện nữa thì mọi thứ sẽ cực kỳ nhẹ nhàng ở ngay khu vực hang Baron. Điều này có thể ép cho Weibo Gaming phải xài dịch chuyển nếu như người nào lại ở cánh ngược lại, và nó sẽ khiến cho phía Weibo Gaming gặp một số vấn đề nhẹ. Đó là khoảng thời gian hiện tại nếu như bên phía LG họ muốn tổ chức một tình huống nào đấy để gây khó dễ cho đối phương. Còn ở thời điểm này thì chưa có gì cả. Những con mắt nó đến từ Weibo Gaming vẫn đang đủ nhiều để giúp được cho họ biết được là bên trong đó đang có chuyện gì xảy ra và ai sẽ làm gì ở bên trong khu vực đấy. Cả hai bên tập trung việc đẩy đường mà thôi, nhưng Liên Hiên sẽ lợi hơn khi hai đường đơn của họ đang đẩy khỏe hơn so với đối phương. Đó chính là con Zack cộng là cả Yone so với là Aura và con Kassante. Nhưng bây giờ bạn hãy nhìn, Kassante đã là 3 trang bị rồi nha. Có thể là Zika anh ta chưa về nhà mua trang bị, anh ta hơn đối phương là 1.800 tiền. Nhưng với việc là có điểm shutdown và ngưỡng Gala pha trước đó thì Red mới cầm 3 trang bị thế này. Một con Kassante đang cực kỳ khỏe cấp độ 16. Bên phía bên kia thì Zack cũng khỏe chứ không phải là không, khi là giáo thiên ly, là tam hợp kiếm. Những cái mạnh nữa cho mình đó là một cái đồng hồ cát Zonya, thêm cả là một cái áo choàng bạc nữa. Kháng phép của anh ta có, giáp của anh ta sẽ mất vừa đủ, nhưng sẽ là cái độ cơ động rất là cao từ Zack và khả năng câu giờ của anh ta rất là nhiều. Khoảng cách là con số 4.000 tiền chênh lệch giữa hai đội. Nhưng Weibo họ vẫn đang tập trung vào cái việc là giữ công trình. Và hai bên mỗi bên đều có đó là hai rồng. Nhân đây sẽ là ván đấu để có linh hồn rồng sẽ tương đối lâu đến từ cả hai bên. Bây giờ thì 50 giây nữa, rồng thứ 5 đó xuất hiện. Bắt đầu LG đang chạy vào khu vực hang Baron để nhằm đó là kiểm soát. Họ hiểu được là trong giai đoạn này con Baron này là vô cùng nhạy cảm. Kích Baron cao đánh tự tin thế, có khả năng phục hồi cái là chém Baron liên tục để kích xem là có chuyện gì để có thể diễn ra hay không. Đây, Zack vẫn đang tiếp tục đẩy. Weibo Gaming đang tổ chức số lượng người đông hơn ở khu vực đường giữa. Rit vẫn đang di chuyển đứng để có thể đợi. Zika đang đợi đợt lính này có thể đẩy vào bên trong. Anh ta đẩy xong đợt lính này, ui lai ơi, hơi tiếc cho Lai. Trong tình huống vừa rồi anh ta rờ hút, nhưng mà thật ra rờ trúng để có thắng giao tranh trong cái chỗ trụ của đối phương nó cũng hơi mệt. Tại dịch chuyển Zika còn, dịch chuyển của Scout còn, mà bọn họ không chuyển sát hai bên bờ sông. Một cú dịch chuyển đẹp đến từ hai thành viên này đặt sâu ở chỗ đó là coi như mệt mỏi luôn. Rồi Cao đang thì chắc là lẽ thanh tẩy của Gala mà thôi, chứ cũng không phải là áp lực quá lớn từ phía của Lai. Cái vấn đề khó ta hiện tại cấp độ thua ta so với lại Gala cấp độ 14 của Lai mà thôi, cấp độ 16 Gala rồi. Mấy cái
khi mà Gala bắn chiêu cuối và trước đó kéo được lượng máu của Lai, bây giờ chiêu cuối Gala đã hồi trở ngược lại rồi. Thời gian hồi chiêu cuối là khá nhanh, những cái quy liên tục của anh ta, cái chiêu cuối của anh ta họ cách liên tục để giúp cho anh ta kiểm soát khu vực đường giữa dễ dàng hơn. Chấp nhận bỏ rồng đến từ Weibo nhưng mà họ di chuyển ra khu vực Hamaron ăn thì bây giờ hơi khó từ Weibo. Vì sát thương duy trì của họ là có, nhưng để ăn Baron nó tốn một khoảng thời gian tương đối là dài và đối phương chỉ với một người trên khu vực hàng rồng chính là Wayway. Trước đó là Gala. Và giờ họ kiểm soát là khu vực đường giữa. Có như rồng 3 đã có trên phía của Liên Ninh, họ 3 rồng, đối phương là 2. Và cả hai bên trở về thế kiểm soát mà thôi, nhưng Weibo họ muốn all in bằng cách di chuyển ra Hamaron à. Không, thật ra họ all in kiểu này nó cũng hơi mạo hiểm đấy. Họ all in kiểu này hơi mạo hiểm đấy. Đam duy trì có mỗi Lai thôi. Mà bắt Lai một mình bắn con Baron rồi Scout đang bước tới với cái đặc mệnh ù cùng ánh sáng nó dò thấy hết. Khó lắm. Nếu như bây giờ mà người chủ động Baron, LD sẽ là đội chủ động Baron tốt hơn. Cơ bản mà nói là họ lúc nào cũng sẽ trong trạng thái sẽ có hai sát thương duy trì, một là Zac, hai là Scout, cùng với lại Gala ở người sẽ luôn tích trực ở ngay khu vực đường giữa để có thể gia tăng thêm nguồn chỉ số lính của mình. Chính vì đó LD sẽ là đội có được những lợi thế cho cái tiên cơ ở ngay khu vực này nhiều hơn một tí xíu. Chưa kể đến Weibo Gaming không đủ sức lực để ép bốn thành viên bên kia phải kêu Zac dịch chuyển lên đây. Chính vì điều đó, con sắt trong tay của Zika cứ việc đẩy khu vực đường dưới và anh ta đang có một cái lượng trang bị hỗn hợp vừa đủ để giúp cho khả năng đẩy của anh ta nâng cấp gấp bội. Và nhiệm vụ của Brit bây giờ vẫn đang cực kỳ khó khăn, khả năng đẩy của Brit nó không phải là yếu. Nhưng đấu với lại Zack phía bên kia thì khả năng đẩy của Brit sẽ bị giảm điều phần nào đấy. Zika đang khá khỏe nha, trang bị thứ 3 ra lời nó chính là cái đao tím chứ không phải động hoặc cát rồi nha. Vừa có được giảm hiệu ứng khống chế, vừa có được thương gây thêm và người của đối phương với sát thương phép nữa. Cho nên bây giờ thì tấn công để lại không phải là vấn đề của Zika. Bắt cao được không cái đã, hai thế giới là bắn tiện có nha. Nè Wayway đang đứng đợi, Wayway rồi Wayway thấy rồi, Wayway đứng che, Lai đang muốn mở, Lai đang muốn mở bắn liên tục nhưng mà cái góc vào không có, thấy dừng là sang Creep né, Bola băng xuống Creep, Creep có cái chuông và anh ta tự thoát đi thành công. Lai không bị dính kỹ năng quy định từ Gala và Cassante đang di chuyển lên. Cơ hội ngày năm có một đến từ Weibo Gaming nhưng kịp không, mất hai chữ cuối từ phía của Willy Liên rồi. Quan trọng là kịp không cái đã. Baron đang được ăn, Scout đang di chuyển vào, đang chờ sẵn. Creep đang bị phát hiện, Scout đang bị tấn công và Scout đang lùi dịch chuyển đã có dành cho Zika. Weibo Gaming họ muốn Baron luôn hay chăng, họ muốn Baron luôn rồi. Một pha nhảy vào, Creep đang mất máu tương đối nhiều, bắt tay đã khá thành công. Weibo đã kẹt lại Gala, lướt lên tấn công, người đang mất máu rất nhiều đó. Creep đang cần phải bỏ chạy. Baron ấy như vậy là nhường Baron cho đối phương à. Tặc Sang phải quay trở lại hợp chức nên lại nó bung ra. Tặc Sang đại băng tiện trong người Scout một thứ đấy rồi. Người Weibo muốn lướt bỏ chạy, Weibo nằm xuống. Baron dành cho các thành viên của Weibo Gaming. Hột Trang lên tấn công, Gala vẫn đang tiếp tục truy sát. Zika bị tấn công liên tục, anh ta mất đồng hồ, anh ta không còn gì để chạy cả. Giáp tay Sucker không còn thì mạng cũng sẽ bị mất. Tiêu tóc biến lên tấn công người Gala. Gala E để bỏ chạy, Scout cũng đang cố gắng thoát đi. Và Fritz đang di chuyển tới tấn công thảo với người của Scout. Và Weibo Gaming trong những tình huống ngặt nghèo, những tình huống khó khăn nhất thì họ đã tìm ra được câu trả lời dành cho bài toán khó. Và khi mà đối phương mất hai chiêu cuối quan trọng, đó chính là chiêu cuối Sejuani và thêm cả đó con Leona, thì bạn hãy nhìn họ tất cả mọi thứ dùng vào hàng Baron, mà khi đáp trả chiêu cuối lại đến từ bên phía của Weibo thì họ mạnh hơn hoàn toàn trong một pha tranh. Và điều tôi tin là chính xác, những cú chiêu cuối trên diện rộng khỏe hơn rất nhiều đến từ Weibo Gaming. Bạn hãy nhìn thấy ở tình huống này, chiêu cuối được dùng đến từ bên phía của Renata để chặn sát thương hoàn toàn đến từ Yone. Chiêu cuối giữa hai thế giới và thêm cả một chiêu cuối đến từ bên phía Tạc Răng nữa, những cú quy ta có thể không chính xác nhưng chiêu cuối rất dễ dàng từ bên phía của Weibo đã triển khai tình huống này. Bạn hãy nhìn đây, một cái pha chiêu cuối giữ thành công được đó là phía của Scout. Sau khi Scout vào, Scout cũng bị giữ bởi chiêu cuối Tạc Răng và cái lượng sát thương ta gây ra nó không phải là quá lớn ở tình huống này. Và khi Tạc Răng, người ta vẫn bình tĩnh dùng cho mình đó trừng phạt thành công. Bên phía bên kia thì đã bị hạ gục đến từ một người chơi Weibo rồi. Và sau đó thì Zika mặc dù rất khỏe, cầm rất nhiều trang bị nhưng sát thương của anh ta là không bao nhiêu cả. Và rõ ràng Zika đã rất bực trong tình huống vừa rồi. Anh ta là người nắm trước một cơ hội vô cùng lớn để có thể làm một cái gì đó bên trong khu vực hang Baron. Nhưng với việc Weibo nằm xuống quá sớm, thế là bỗng nhiên Tạc Răng được cái free trừng phạt. Anh ta là người duy nhất có trừng phạt ở trong tình huống đó. Và chính tình huống xử lý quá hay của Tạc Răng cũng là một trong những pha ổn giúp cho Weibo Gaming. Bây giờ họ có được bù lại Baron sau một khoảng thời gian rất dài áp lực hai bên cánh đến từ bên phía LNG. Thì giờ là thời điểm Weibo Gaming bắt đầu gỡ ngược trở lại lượng tiền cách biệt. Kỳ này nó dành cho Weibo Gaming mặc dù nó không nhiều lắm nhưng đây là một lượng tiền đã được rút ngắn từ 3 ca tiền trở xuống. Cho nên Weibo Gaming rất đáng tự hào với tình huống này. Và bây giờ họ đang tiếp tục có thêm công trình nữa. Zika đang bất lực hoàn toàn với những gì đang được tạo ra từ Weibo Gaming. Hang đang di chuyển xuống, Gala cũng đang di chuyển xuống. Và Brit một mình một ngựa đẩy đợt lính vào bên trong khu vực trụ 2. Còn đó Scout đang đổi công trình. Scout đang nỗ lực để đẩy cho được cái trụ trên. Và bên phía của Weibo Gaming họ đang muốn có được thêm một cái gì nữa. Họ sẽ endgame thôi. Gala đang hơi khó. Tạc Sang đang di chuyển vào lửa góc, Hang cũng đang di chuyển vào lửa góc, Gala cũng đang di chuyển vào. Creep đang di chuyển vào. Và đây là dịch chuyển đến từ bên phía của Weibo Gaming. Họ đã sẵn sàng cho pha đánh nhau. Creep đang di chuyển vào. Và Scout đã bắt đầu sử dụng cú dịch chuyển của mình, vẫn đang cố gắng cản. Zika phía này đang bị cản lại rất nhiều thứ. Hợp chất điên loạn.
ba thành viên đến từ bên phía Weibo Gaming. Ragman cũng sao không trúng ai cả, hai thế giới được bật lên. Quyết vẫn đang rất là khỏe, ZK bị tấn công, anh ta sử dụng cú quay tay của mình, anh ta nhảy vào tấn công thẳng vào cú lai, anh ta đang muốn gọi cú lai đã thành công và Gala vẫn đang tiếp tục bắn không hề ngừng nghỉ. 600 đồng đã có, quay tiếp tục tấn công đối phương và anh ta kiếm đến được 300 đồng. Nhưng Sa Hù vẫn đang múa, Sa Hù vẫn đang vẽ và vẽ rất là mạnh mẽ và cực kỳ chết chóc. Weibo Gaming vẫn hài lòng với thủ đoạn giao đơn vừa rồi. Họ đang muốn rượt cho Seohu không về được và ZK dịch chuyển của anh ta có hồi kịp hay không? Chắc là không kịp ở tình huống này, tại vì nếu như có những cú nhảy đến từ mình phía của Leaning và việc dịch chuyển từ ZK nhưng chưa hồi dịch chuyển từ ZK. Và đây là pha mà đi vào rất là sâu khiến cho góc đánh không quá đẹp đến từ phía Weibo. Đây là pha mà thật ra góc bắn của La không phải là quá nhiều nha. Và khi mà đứng ở trên cái diện rộng và không có nhiều những cái công trình như thế này thì bản nhìn chiêu cuối từ phía Weibo không trúng được quá nhiều người và nó không phải là quá đẹp. Đây là chiêu cuối trúng chỉ mỗi hai người mà thôi, thanh tẩy từ Gala là hợp để tấn công vào Fred. Fred mặc dù rất là nhiều kháng phép nhưng ta đứng giữa trụ nhà chính của đối phương, đứng giữa bốn người của đối phương trong một khởi đầu pha tranh kiểu như thế, và khi mà ZK đã có cơ hội chạm một người của Lai rồi thì ý đó Lai không được chơi game ở tình huống vừa rồi. Và ZK vẫn là người đã cố gắng và cuối cùng nỗ lực của anh ta rất đáng để khen ngợi trong tình huống xử lý đó, nhưng rõ ràng con Aurora trong tay của Sahu vẫn đang bắt đầu phát huy được nguồn sức mạnh của nó. Những cú ai thế giới, những tình huống gây sát thương và quan trọng hơn hết là cách đánh đến từ bên phía Weibo Gaming, nó chậm rãi nhưng đầy đủ sự nguy hiểm. Cái điểm khác biệt ở tình huống trước đó, khi mà ở hang Baron thì phải có những cái bờ tường, phải có những cái góc đi ra di chuyển chung lại với nhau, còn vừa rồi là tại cơ quan nhà chính ở tình phía của Leaning, họ đứng tách nhiều hướng ra, nó khiến cho phía của Weibo rất là khó nhắm vào những mục tiêu kiểu như vậy. Vấn đề nếu như nhắm vào ZK, vẫn còn góc bên phía bên kia là Scout và Gala đứng trống trải hoàn toàn, nó không ép được một cái thế mà bắt buộc đối phương phải di chuyển. Và với pha tranh thắng lợi vừa rồi, ít nhất là Leaning phòng ngự thành công và có luôn cả linh hồn rồng đất, với ba rồng đất được cộng thêm dành cho con Sejuani, Leona thành cả một con rắc chống chịu bây giờ rất là khỏe đến từ bên phía của Leaning rồi, họ giải quyết được vấn đề chống chịu. Nhưng bên phía bên kia như nói, tôi vẫn cảm giác rằng Cassante này rất là khó bị hạ gục nha. Pha vừa rồi là pha tại vì anh ta đứng ở giữa bốn người của đối phương và trong nhà chính khi mà chưa bật cho mình ở chiêu cuối, chứ còn nếu đứng ở giữa những công trình như kiểu như thế này ở khu vực đường giữa thì sẽ là không phải dễ dàng cho anh phía Leaning đâu. Thì chỉ có một điều là Weibo Gaming đang bị lủng cái cánh trên hơi khó, cho nên là bọn họ sẽ bắt đầu giải quyết cái bài toán ở khu vực nửa cánh trên. Còn nhiệm vụ đến từ ZK vẫn sẽ tiếp tục ở nửa cánh dưới mà thôi. Có một cái đỡ của Weibo Gaming là cái trụ thứ hai đường giữa của họ vẫn còn, để giúp cho cái khả năng kiểm soát hai bên rừng của họ nó vẫn ok. Đối phương đang nắm giữ bù lợi rồng cho nên sẽ hơi căng. Bây giờ do anh muốn thật ra vẫn được, nhưng bạn đấu với cái bù lợi rồng đất thì bạn sẽ cần phải cân nhắc khá kỹ dựa trên khả năng chống chịu đến từ Weibo. Ý thử solo không? Hai quyết định không solo thời điểm này quá nhạy cảm. Ở giai đoạn hiện tại thì hơi khó. Thật ra nó bị cái khó là hai bên, một con rắc thì 4 trang bị nhưng mà cần linh hồn đất. Phía bên kia thì bạn hãy nhìn Cassante 5 trang bị rồi, anh ta full trang bị. Nếu mà bấm vào người giáp chắc là khoảng chừng 600 mấy thì chắc là đánh nhau thì cũng hơi lâu anh Trung mà. Nhưng mà cái điểm mạnh của anh phía Leaning bây giờ chính là hai đường đơn của họ đang rất là khỏe. Và với 4 trang bị ở những trang bị chiếc mạng đã có trên người của Scout rồi, đó là một cái nọ tự thủ thêm cả lâu cái vũ khí kiếm sát thương có thể gia tăng khá là lớn. Ta đẻ khu vực cánh trên, trong khi đó khu vực cánh dưới chính là Brett đánh nhau 1v1 thì bạn hãy nhìn đây, có linh hồn đất nhưng mà con Cassante này nó cũng rất là khỏe nha, nó không yếu tí nào cả, nó là full trang bị rồi. Và Brett ở giai đoạn hiện tại, Brett nhảy vào chơi luôn, chơi chứ bê lắm nhưng mà chưa bế được, hơi khó chứ không sao cả. Ấy có Maroc Gala đã bắt đầu tiếp cận nha. Gala cùng với lại ZK thì đang cố gắng dẫn dụ, ZK đang làm mọi thứ để giữ cho Brit lại, Hang cũng đang di chuyển để hỗ trợ và Gala bắt đầu câu kéo. Ui, chuyển hứng, Hang đang hứng, Hang hứng toàn bộ mọi thứ và Tặc Giang đang cố gắng đi hỗ rồi. Trợ và Hang sắp sửa đi rồi, Hang đang phải cố gắng bỏ chạy nhưng Hang không thành công. Scout lướt vào đạt mệnh, chúng được một thành viên có cú cánh nhưng lại không thể nào thở nổi. ZK đang bơi, Brit đã bế và Brit không còn khả năng bế nữa, anh ta đang trong tầm ngắm của đối phương nhưng ZK bị tấn công liên tục. Sau Hu đang lừa góc để hạ gục cho được ZK, bắt tay không thành công, tốc biến bỏ chạy và Brit đang mất bộ tương đối nhiều kỹ năng, quy đang trúng liên tục. Gala cố gắng né nhưng vẫn bị trúng dư âm đến kỹ năng quy ba của Brit. Brit vẫn đang bị tấn công, cú bế này sẽ ù nổ, không có nổ đủ đam trong tình huống đó. Quay vẫn thở được và LNG kia này họ hay lắm với thủ đoạn giao tranh, họ chỉ mất hỗ trợ và thôi. Trong khi đó bên phía bên kia thì Lai ta sang bị hạ gục, không còn rừng đến từ phía của Weibo nữa cho nên Baron sẽ thuộc bên phía của Leaning. Một cái pha tấn công mà bên phía của Leaning là người chủ động hơn hoàn toàn, mặc dù là họ bị hạ gục đến từ phía của Hang, nhưng khi tiếp cận được ra phía đằng sau lưng ZK có tốc biến thì Lai lại tiếp tục là không được chơi game. Zack nhảy vào có luôn cả đó một con Yone không có tốc biến từ Ash, rất là khó tấn công tình huống sống sót tình huống vừa rồi và thành công đến từ Leaning. Nhưng ván đấu vẫn chỉ chênh lệch con số đó chỉ khoảng 3.000 tiền mà thôi. Còn bên phía bên này thì phải đợi Lai họ tốc biến thì rõ ràng Weibo mất cơ hội. Và trong tình huống đó không có Lai thì không có ánh sáng rồi, rất khó cho Weibo Gaming. Họ vô một đống sát thương vào người của Hang nhưng Hang fan này trụ lâu quá, đúng là có con rồng đất có nó đỡ hơn một tí thôi. Chính xác.
Và chính tình huống dồn đó đã khiến cho bên phía của Wayward Gaming họ dồn quá nhiều người. Và khi Zika nhảy vào, Zika thấy rõ ràng nữ hoàng băng giá Ace. Và thế là chỉ việc tấn công vào người của Ace là xong. Nhiệm vụ Zika hoàn thành và chưa kể đến cái bắt tay của Rip nó cũng hơi nhanh hơn tí so với cái khoảng thời gian cái đồng hồ vừa hết của Zika. Cho nên họ không đủ nhịp để tấn công Zika. Nếu như họ bắt được Zika trong tình huống đó, tôi nghĩ mọi thứ đã khác. Và bên phía của ban huấn luyện LNG họ ăn mừng là hợp lý, còn trong cái tạc răng. Tạc răng bắt đầu rồi, tạc răng phải tạc lưỡi trong tình huống đó mà thôi, bởi vì anh ta cũng đã có những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ. Chỉ có điều là đối phương trong pha vừa rồi xử lý quá hay và hang lại quá trâu để có thể survival trong tình huống vừa rồi. Bây giờ thì Zika sẽ để ở khu vực đường giữa, Lai là người đảm nhiệm nhiệm vụ phòng ngự nhưng mà chỉ để dọn lính mà thôi, trước khu vực đường dưới đã không còn đến từ đầu Weibo rồi. Họ mất đi trụ hai khu vực đường dưới. Với 4 người tấn công ở khu vực đường dưới thì sức ép dành cho những con xe và đang cố gắng phòng ngự từ Weibo ít nhất họ phòng ngự được hai con xe vừa rồi. Và lính khu vực trên thì còn lính sức cấp đến từ phía của Lining nữa, đường dưới thì cũng như vậy đến từ phía của Weibo. Nhưng bây giờ thì đang ở thế bùi lại Baron đang kiểm soát dễ dàng hơn, và bùi lại Baron của họ còn 1 phút rưỡi, trong khi đó thì đồng hành tuổi là 1 phút nữa ra và cái thế kiểm soát đồng hành tuổi đang dễ dàng hơn dành lên trên phía của Lining. Đại bản tiện nó không trúng, từ nãy giờ những quả rơ của Lai nó được cái hiệu ứng chứ hiệu quả nó vẫn đang hơi ít một tí xíu. Và Lai đang sử dụng kỹ năng của mình, Gala cũng đang bắt đầu liên tục với những pha quy nó chưa chính xác lắm. Nhưng không sao cả, những tình huống quy sau thì nó sẽ mức độ chính xác sẽ cao hơn, bởi vì quá đông người thì không lẽ Gala lại hụt được. Lala đang nhắm nhưng đã không còn đại băng tiễn cho nên khả năng tấn công của này bị giảm đi. Gala vẫn đang tiếp tục quy liên tục, quy nó cũng không trúng tiếp. Gala từ nãy giờ đang chưa quy nó ở kỳ này trúng lính rồi, và anh ta lần sau thì trúng lính thì nó không cần phải bàn cãi tới, chính xác vô cùng cao tới được Gala. Và sau tình huống đánh đáy xong thì LNG họ đã có được điều mình cần, họ lấy được hai cái trụ bảo vệ nhà lính ở nửa cánh trên. Và cái trụ bảo vệ nhà lính ở khu vực đường dưới thì cái lượng máu nó cũng đang mức độ khá lay lắc, cho nên cái thế đánh từ LNG bây giờ chỉ việc chia người ra để đẩy cánh thôi là xong. Nhưng mà rồng ngàn tuổi sẽ là cái nơi mà cả đó hai bên sẽ chắc chắn phải nhắm vào. Và bên phía của Weibo thì họ phải phòng ngự, tại vì họ đang có hai nhà lính và không có trụ bảo vệ. Và Zack và Yone là những vị tướng rất là thích kiểu như thế này, bạn tấn công rất là nhanh qua những cái công trình của đối phương không có trụ bảo vệ như thế. Đường dựa để rất là nhanh đến từ phía của Lining, thì cũng không bù lại đoàn đến từ phía của Lining. Bây giờ thì di chuyển ra, Zika đang đẩy cánh di chuyển có thực dùng, ta đang muốn tiếp tục ra phía đằng sau lưng cái góc này, cái góc này, ui sao mất máu. Wigala bắt đầu trúng lại một lần nữa. Trời ơi. Và tạc răng, ôi tạc răng bị kẹt lại. Đồng đội phải vội tạc răng rồi, có biết chạy vào hỗ trợ. Tạc răng cũng kịp bế một thành viên rồi đó. Nhưng đây là Zika nhảy đầu hấp chất không trúng mày. Và tạc răng phải bỏ chạy, Lai cũng đang cố gắng bắn hai thế giới được bật cao nhắm vào người của Lai. Lai đang bắn hidden liên tục và anh ta không thể nào thở nổi. Zika đang cố gắng lùi về, còn trong đó thì Fritz một mình cân 3 thành viên sau của đây những đồng hồ. Sau sẵn sàng quay trở lại chưa? Gala vẫn đang tiếp tục lướt lên, má tanh né được kỹ năng của đối phương và ta bắn không bao giờ nghỉ. W đã trúng, Quy đã trúng và Gala tìm kiếm được bạn còn tiếp theo. LNG còn mỗi sao hù thôi, nhưng Scout tới, anh ta đã sẵn sàng hỗ trợ đồng đội của mình. Nhưng Scout sắp sửa rồi, Scout sẽ phải lùi về. Nhưng ngược lại Zika đang tìm kiếm bằng ngục hang cũng đang di chuyển tới. LNG đã đưa cặp trận đấu này về với thế 1-1. Gala tiếp tục phá hủy được cái nhà lính ở khu vực đường dưới. Gala sẽ phá hủy hai trụ bảo vệ nhà chính cùng với lại người đồng đội rất thân thiết của mình ở LNG, đó là Scout. Cả hai sẽ phá hủy tất cả những gì trước mặt của họ và đem chiến thắng về cho LNG cùng với Zika và Hang. BO5 trở về chỉ còn là BO3 mà thôi. Một cái ván đấu mà ít nhất Lining họ tận dụng rất là tốt những cái gì mà họ khỏe nhất. Làm con Zack rất khỏe tiếp cận ra phía đằng sau, làm con Yone đi tìm kiếm con Ash cho bằng được. Kassate mặc dù rất là khỏe nhưng đội hình này đánh đến từ bên phía của Lining, không phải đánh từ dàn đầu ra dàn sau, mà họ lòn ra phía đằng sau rất là hợp lý đến từ Zack và thêm cái là Yone. Trong khi đó bên phía bên kia không có nhiều công cụ sau khi mà tạc sang nhiều chiêu cuối để phòng ngự dành cho bên phía Weibo nữa rồi.